Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Chúc quý vị có buổi tối an lành, ấm áp. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tối nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 8. Gỡ vướng chỉ tiêu về tỷ lệ trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia trong xây dựng huyện nông thôn mới ở Đồng Tháp. Bộ Công an đề xuất mới về các trường hợp bị tịch thu xe. Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam. Mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bị ngập, lưu thông khó khăn. Lừa đảo biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cả chuyên gia chống lừa đảo. Chưa đầy một tháng nữa là vào mùa tựu trường năm học 2024-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố về việc chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, rà soát, báo cáo công tác đảm bảo cơ sở vật chất các trường ở các cấp học theo quy định. Ngoài ra, Sở tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh dự thảo đề án phát triển giáo dục tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, rà soát lại các đề án và kế hoạch của ngành giáo dục đang triển khai thực hiện, hoàn chỉnh kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục mang tính đặc thù của tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, trong đó đề xuất cụ thể các chính sách đặc thù cho ngành giáo dục, cách thức vận hành của trung tâm ngoại ngữ. Các huyện, thành phố rà soát sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, tránh tình trạng xóa, hợp nhất, sắp nhập trường lớp khi chưa chuẩn bị đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, gây khó khăn cho hoạt động của nhà trường, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Cụm thi đua số 3 tỉnh Đồng Tháp gồm 4 huyện phía Bắc sông Tiền là Thanh Bình, Tam Nông, Tân Hồng và Hồng Ngự vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, các huyện trong cụm đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, mô hình khuyến nông theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gieo trồng trên 87.000 hecta, liên kết tiêu thụ sản phẩm hơn 23.000 hecta. Cụm đã hoàn thành 41 trên 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 98 sản phẩm đề nghị công nhận sản phẩm OCOP, tổng thu ngân sách đạt từ 40,6% đến hơn 87% so với dự toán. Lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua, về gương điển hình tiên tiến được tăng cường, đổi mới, đa dạng về hình thức. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của trưởng cụm về thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm về đích huyện nông thôn mới trong năm nay, thời điểm này, ba huyện Tân Hồng, Tam Nông và Thanh Bình đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí Quốc gia. Cái khó chung của các địa phương hiện nay đó là vướng chỉ tiêu chậm 5.3 về tỷ lệ trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn xuống cấp. Để được đánh giá công nhận đạt chuẩn, các trường đang cần nguồn kinh phí để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp. Đường hành lang nội bộ, nền phòng học sụp lún. Sau hơn 30 năm đưa vào sử dụng, trường trung học phổ thông Thanh Bình 1 với tổng diện tích trên 40.000 m2, nơi giảng dạy học tập cho trên 2.000 học sinh đã xuống cấp. Một số phòng học, phòng chức năng đã hư hỏng. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học cho năm học mới sắp tới gần, cũng như hoàn thiện các điều kiện cần thiết để thẩm định công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, yêu cầu bức thiết đặt ra lúc này là nhà trường cần được sửa chữa lại. Sân bãi tập luyện của các em cũng còn thiếu, cũng đề xuất sở lót cái đan cái sân trường, cũng như là cái
cái khuôn viên của trường để đảm bảo chống cái ngập úng trong cái mùa mưa. Các cái phòng học thì sẽ cho sơn phết lại cũng như kiểm tra các cái cửa sổ cũng như là hệ thống đèn quạt, cung cấp các trang thiết bị phục vụ cái chương trình 2018. Thực hiện đạt trên 60% là phải thực hiện hai trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Tân Mỹ. Và thông tin từ trường thì cũng đang làm hồ sơ, khoảng giữa tháng 8 thì trường sẽ đề nghị sở đánh giá công nhận chủ quốc gia. Đối với trường trung học phổ thông Thanh Bình 1 cũng giữ cái khoản kinh phí khoảng 7 tỷ để đầu tư cải tạo sửa chữa. Phòng giáo dục cũng tham mưu công huyện cũng làm việc sở rồi, sở cũng ghi nhận sẽ cải tạo sửa chữa trong hè này. Trường trung học cơ sở trung học phổ thông Phú Thành A, huyện Tam Nông, một trong 3 trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong năm nay, đưa Tam Nông hoàn thành chỉ tiêu 5.3 trong xây dựng huyện nông thôn mới. Nhà để xe được ngăn đôi để sắp xếp thành các phòng hợp tổ bộ môn. Một số phòng học khác cũng được sắp xếp bố trí lại. Để đủ số lượng 19 phòng còn thiếu theo thông tư 13 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, đây là cách nhà trường tạm khắc phục trong khi chờ nguồn kinh phí hỗ trợ tu bổ sửa chữa. Chúng tôi đang tập trung vào hai đơn vị. Đối với trung học cơ sở trung học phổ thông Hòa Bình thì được Sở Giáo dục đầu tư về mặt rất là cơ bản. Riêng đối với trung học cơ sở trung học phổ thông Phú Thành A, đây là một cái trường còn khá nhiều khó khăn do tận dụng các cái nguồn từ cơ sở vật chất cũ và các cái khối công trình được xây dựng trước đây, cho nên cái diện tích vẫn so với cái quy định thì vẫn chưa đảm bảo. Các trường trung học cơ sở trung học phổ thông Tân Thành, trung học phổ thông Tân Hồng, huyện Tân Hồng cũng đang gặp phải những điểm vướng tương tự. Đối với Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã có kế hoạch xin Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí để sửa chữa, còn cũng cần một số cái trường học cũng phải xây mới thì sở cũng đã có kế hoạch và lập cái dự án báo cáo về chương trình xây dựng, và tính tới thời điểm này thì các kế hoạch cũng đã được thông qua. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có quyết định phê duyệt để tạo điều kiện nâng cấp, chỉnh trang cũng như là sửa chữa, xây dựng mới các cái trường học ở các huyện để hỗ trợ cho các đơn vị đạt cái mục tiêu nông thôn mới. Thời gian để các huyện hoàn thành mục tiêu về đích huyện nông thôn mới không còn nhiều. Các nguồn lực được hỗ trợ sớm và kịp thời không chỉ giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý tại dự thảo nghị định quy định rõ, ngoài phạt tiền, một số trường hợp vi phạm sẽ bị tịch thu xe. Theo đó, tài xế xe máy bị tịch thu xe nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các hành vi quy định, gồm buông cả hai tay khi đang lái xe, dùng chân lái xe, ngồi về một bên lái xe, nằm trên yên lái xe, thay người cầm lái khi xe đang chạy, quay người về phía sau để lái xe hoặc bịt mắt lái xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong ngoài đô thị, lái xe chạy bằng một bánh với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh với xe ba bánh, lái xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. Đối với tài xế lái xe ô tô, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc, quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông, đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng, lái xe sản xuất lắp ráp trái quy định tham gia giao thông cũng sẽ bị tịch thu xe. Dự thảo còn quy định sẽ tịch thu xe khi đưa ô tô, xe máy điện, xe đạp máy, xe xích lô, xe vật nuôi kéo, cưỡi vật nuôi chạy đua trái phép trên đường giao thông, trừ vật nuôi kéo, cưỡi. Tình trạng ô tô dừng đổ kính hai bên đường gây cản trở giao thông thường xuyên xảy ra trên đường Trương Định, đoạn ngay trung tâm thương mại thuộc phường 1 thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố Cao Lãnh mới đây đã tiến hành lập biên bản xử phạt các trường hợp dừng đổ sai quy định trên tuyến đường này. Tại ca tuần tra kiểm soát vào tối ngày 2 tháng 8, tổ cảnh sát giao thông ghi nhận gần 10 phương tiện dừng đổ hai bên đường Trương Định. Trong khi đó, một bên của đường này hướng từ đường Lý Thường Kiệt ra đường 30 tháng 4 có lắp biển báo cấm đổ xe. Một số trường hợp thì đổ xe song song với một xe khác đang dừng đổ, gây cản trở giao thông. Lực lượng kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giấy tờ, thông báo vi phạm cho người cầm lái phương tiện. Qua đó đã lập biên bản 4 trường hợp.
Thời gian tới, lực lượng chức năng thành phố Cao Lãnh sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi này nhằm tạo sự thông thoáng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các tuyến đường nội ô đô thị. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bưởi là trái tươi thứ ba của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc cùng với thanh long và xoài. Hiện nay, nước ta có khoảng 105.400 hectare trồng bưởi, sản lượng ước đạt 905.000 tấn. Các giống bưởi đa dạng, đặc trưng cho từng vùng miền. Cụ thể, đồng bằng sông Cửu Long có hơn 13.000 hectare với sản lượng trên 175.000 tấn. Trung du miền núi phía Bắc có hơn 30.000 hectare, sản lượng 253.000 tấn. Riêng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 32.000 hectare, sản lượng khoảng 369.000 tấn. Việc bưởi của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc là một bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho nông sản nước ta tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định chất lượng và uy tín của nông sản Việt trên thị trường thế giới. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu tôm tăng 11%, cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 7 tháng đầu năm. Cụ thể, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và EU tăng lần lượt 24% và 32%, xuất khẩu sang Mỹ tăng 9%, sang Nhật Bản tăng 4%. Tính tới cuối tháng 7, lũy kế xuất khẩu tôm đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tôm chân trắng đạt 1,45 tỷ đô, tăng 4%, tôm sú đạt 246 triệu đô, giảm 10%. Riêng xuất khẩu tôm hùm tăng gấp gần 3 lần, đạt 145 triệu đô. Nhân kỷ niệm 63 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam với sự tham gia của hơn 5.000 người. Chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân da cam dioxin, chủ đề lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm vì nạn nhân da cam dioxin diễn ra tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 5.000 người dân 21 quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị lực lượng vũ trang. Chương trình thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và công cuộc khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học, công tác chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ các nạn nhân da cam dioxin. Bản thân Mỹ là người tiếp nhận da cam khi mà sinh ra, từ nhỏ đã gặp khó khăn rồi. Tuy nhiên thì những cái khó khăn đó được tất cả mọi người yêu thương và quan tâm và luôn luôn hỗ trợ đằng sau mình và đồng hành cùng mình, giúp mình vượt qua và có thêm cái động lực để mình cố gắng hơn trong cuộc sống. Cũng trong chương trình, ban tổ chức đã trao 20 sổ tiết kiệm cho gia đình nạn nhân chất độc da cam và nhiều phần quà ý nghĩa từ những nhà tài trợ, nhà hảo tâm khắp nơi, qua đó đồng hành, tiếp sức giúp nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình, mưa lớn gây sạt lở đất trong đêm ở Lạng Sơn khiến hai vợ chồng tử vong. Địa phương đầu tiên ở vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp mở cống xả nước đón phù sa. Trận mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ từ khoảng hơn 12 giờ trưa nay tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại khó khăn. Ghi nhận tại thành phố Cao Lãnh, lúc 14 giờ 40 phút chiều nay, mưa chỉ còn lác đác, mực nước tại các tuyến đường đã rút nhiều. Tuy nhiên, tại một số đoạn trên các tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Phú, Lê Thị Riêng, đường số 6, đường 26 tháng 3 vẫn còn ngập do thoát nước chậm. Đặc biệt tại đường Hùng Dương, đoạn gần chợ, khu vực ngập kéo dài trên 50 mét. Tại một số đoạn bị ngập, người dân đã dùng chổi quét rác tại khu vực gần cống để việc thoát nước được tốt hơn. Tại tỉnh Lạng Sơn, khoảng 4 giờ sáng nay, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn đã khiến hai vợ chồng tử vong. Vị trí xảy ra vụ sạt lở nằm ở phía nam thành phố Lạng Sơn, khu vực vừa xảy ra những trận mưa lớn các ngày qua. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân là đôi vợ chồng trú thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Theo ghi nhận tại hiện trường, sau trận sạt lở, một lượng lớn đất đồi từ trên cao ập xuống khiến ngôi nhà mới xây gần như sập hoàn toàn. Đến trưa nay, bùn đất vẫn còn lấp kín nhiều khu vực khiến lực lượng chức năng khó khăn trong kiểm kê thiệt hại. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời người và tài sản gần khu vực sạt lở đất ra khỏi nơi nguy hiểm. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ gia đình có người tử vong 10 triệu đồng.
Chiêu trò lừa đảo, giả danh, mạo danh đã không còn xa lạ đối với người dùng mạng xã hội thời gian qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thủ đoạn này đang có dấu hiệu bùng phát và ngày càng tinh vi với rất nhiều thủ đoạn khác nhau. Trong đó, mạo danh cả chuyên gia chống lừa đảo. Phản ánh tới hệ thống của chống lừa đảo.vn, một nạn nhân cho biết, năm 2023, người này có chuyển 22 triệu 500 ngàn đồng tiền cọc cho một người tên Tùng có Facebook là Nguyễn Tùng để làm dịch vụ mạng với yêu cầu lấy lại quyền truy cập trang Facebook đã bị hack mất. Tổng phí dịch vụ là 45 triệu đồng. Tùng đã báo giá với cam kết không thực hiện được sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc. Thời hạn thực hiện trong vòng 1 đến 30 ngày. Tùng nói rằng mình có quen thành viên của chống lừa đảo.vn. Tuy nhiên, đó là thông tin lừa đảo và người cọc tiền không lấy lại được trang Facebook. Từ thời gian đó đến tháng 7 năm 2024, người này đã rất nhiều lần liên hệ với Tùng để đòi lại khoản tiền, nhưng Tùng đã lẩn tránh và hứa hẹn rất nhiều lần. Sau đó, Tùng chỉ chuyển lại cho nạn nhân 3 lần với tổng số tiền 8 triệu 500 ngàn đồng. Ngoài ra, hình thức lừa đảo tiền cọc trong lĩnh vực nội thất, vật liệu xây dựng hay các sản phẩm đắt tiền cũng là một biến tướng hiện nay. Theo thông tin từ Bộ Công an, 5 tháng đầu năm nay, thiệt hại do tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã lên tới hơn 4.000 tỷ đồng, bằng 94% so với cả năm 2023. Bộ Công an đã phát hiện những nhóm lừa đảo hoạt động chuyên nghiệp như một nghề để kiếm sống, chuyên nghiên cứu các chính sách mới để từ đó cho ra các kịch bản lừa đảo. Người dân cần đặc biệt cẩn trọng trước những hành vi này, tuyệt đối không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân cho những đối tượng chưa rõ danh tính trên mạng xã hội. Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp 10 phối hợp với Đoàn từ thiện An Nhiên, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình An sinh xã hội năm 2024, tặng 600 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt, tổng kinh phí thực hiện chương trình này là 300 triệu đồng do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hoàng hảo xã Phú Điền vận động Đoàn từ thiện An Nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, góp phần động viên, tạo động lực để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tại huyện Hồng Ngự, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phú Thuận B phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã, Đoàn y bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho gần 400 người thuộc gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi, khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em. Đoàn đã tổ chức khám các bệnh về mắt, tăng huyết áp, tiểu đường, xương khớp, tim mạch, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời hướng dẫn kiến thức và kỹ năng phòng ngừa bệnh tật cho người dân. Trong thời gian chờ đợi đến lượt khám bệnh, các tình nguyện viên của Đoàn Thanh niên xã đã thực hiện miễn phí các hoạt động như cắt tóc cho bệnh nhân, tổ chức phát hàng trăm suất ăn chay và nước. Tổng kinh phí thực hiện hơn 120 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ. Thưa quý vị, thời điểm này nước bắt đầu đổ về nên các địa phương đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp cũng đang tranh thủ mở cống xả nước để đón phù sa vào đồng. Một mặt giúp bảo vệ đồng ruộng, tăng độ phì nhiêu cho đất. Mà khác, khi nước tràn đồng mang theo nhiều loại thủy sản, cũng là lúc mùa sinh kế mới bắt đầu. Đúng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 8, tại hai ô bao khu 1 và khu 2 của xã Thường Thế Hậu A, huyện Hồng Ngự, đồng loạt 6 miệng cống được mở. Mùa nước năm nào cũng có, nhưng nước được tràn đồng thì những người làm ruộng ai nấy đều mừng. Mong chờ dân mình xả cống này đang lấy nước phù sa ba đất bầu của mình đó, mặn có chúng ngồi mặn thì để quá cứ nó cổ đất rồi, mình không có phù sa mình mặn không được chúng. Em phèn nhiều tốt vì đất nhờ phù sa, mình mặn quá cổ đất hết thôi không có phù sa. Cái ngày nay là như cô bác người ta xung quanh người ta là làm ruộng hết, là ta chờ mong cho mình xả cống đặng cho có nước chắc phù sa vô đất ruộng người ta, nước chảy mạnh hơn năm rồi, nước nó ở ngoài kinh chảy vô đồng mạnh hơn, phù sa thế chắc cũng được đó, bởi vì phù sa nước có đục nhiều hơn mà. Nước đục là có phù sa. Chỉ hơn một giờ xả nước, hơn 1.000 hecta lúa của xã Thường Thế Hậu A căng đầy nước. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp mở cống xả nước vào đồng. Đang mở cống toàn bộ cho cống cho nước vào ruộng để hưởng cái nguồn lợi phù sa. Do đó thỉnh thử ra là đáng lý ra là trước đó là khoảng tuần là cho vô đó, mà tại vì số bà con còn vấn đề cá, còn trở ngại cá thu hoạch chưa kịp nên chờ tới bữa nay.
Thử ra là các cống bữa nay hôm nay là nhất quyết là cho mở toàn bộ luôn. Xả vô tới chừng nào đến đỉnh lũ á, thì khi nước rút nước xuống á, thì mình mới đóng cống lại. Thì bắt đầu mình cho bơm rút ra đặng cho bà con xả lúa sớm. Năm nay, huyện Hồng Ngự có kế hoạch cho 13 ô bao xả nước với diện tích hơn 9.300 hectare. Trong đó, 10 ô bao tiến hành xả lũ hoàn toàn không kiểm soát. Dự báo của ngành chuyên môn, năm nay mực nước sẽ cao hơn năm trước. Các địa phương cũng tính đến việc xả lũ an toàn, cũng như có phương án ứng phó với lũ cao. Do đó, việc mở cống đón phù sa cho đồng ruộng có nhiều nước cũng là tạo sinh kế cho nhiều người, hứa hẹn một mùa lũ đẹp. Thưa quý khán giả, phát triển đảng trong học sinh sinh viên có ý nghĩa quan trọng, qua đây tăng cường sức trẻ cho đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên. Tại Đồng Tháp, tính từ đầu năm đến nay, chi bộ tại các trường học đã kết nạp được 282 đảng viên là học sinh sinh viên. Công tác này đã và đang tiếp tục được quan tâm triển khai. Là đảng viên vừa được kết nạp khi còn trên ghế nhà trường, với đảng viên Nguyễn Thị Cẩm Ly, những buổi sinh hoạt chi bộ dù còn mới nhưng rất bổ ích. Đây cũng là cơ sở để em được rèn luyện, nâng cao nhận thức và chuẩn bị cho tâm thế bước vào ngưỡng cửa đại học. Phải chững chạc hơn trong cái lời nói cũng như là cái phát biểu và cái việc làm của mình để có thể là xứng đáng là một đảng viên. Và bởi vì đó không phải là đơn giản là cho một mình nữa, mà đó được mang danh là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải là có một cái chuẩn mực nào đó cho nó nghiêm túc. Sau khi mà mình lên đại học, công tác chi bộ của mình lên hoạt động đảng trên đó luôn, theo cái lý tưởng chính trị của em. Để phát triển đảng viên là học sinh, chi bộ sử địa giáo dục công dân, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Tân Hồng đã có kế hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng từ nguồn đoàn viên ưu tú. Trong năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Tân Hồng đã có 12 em học sinh được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Phối hợp với lại chỗ đồng chí mà bí thư đoàn trường để nắm bắt những em học sinh nào có cái năng lực, nỗ lực, thứ nhất là học giỏi, thứ hai nữa là mình điều tra cái độ tuổi, nó nằm tầm ở tháng 3 hoặc là tháng 2 là nó mới tròn đủ 18 tuổi. Rồi cái thứ ba nữa thì nắm bắt về cái công tác hoạt động đoàn như là tham gia chiến dịch mùa hè xanh, tham gia cái công tác là hỗ trợ mùa thi. Đó rồi những hoạt động trong nhà trường nữa. Hàng năm thì chi bộ đã giới thiệu cái nguồn mà để phát để học nhận thức về đảng đó. Thì bắt đầu từ những em học sinh là 11. Giữa công tác đảng và công tác chuyên môn thì nhà trường cũng cố gắng là phối hợp nhịp nhàng thực hiện. Và hai cái nội dung này nó cũng có hỗ trợ với nhau. Hỗ trợ với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dạy tốt học tốt thì đây cái chủ đề rất là quan trọng, đó là cái nội dung rất là quan trọng đối với cái trường học. Yêu thầy cô là yêu nghề, tận tụy với việc mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì các em học sinh thì cũng có kết quả học tập rất là tốt. Đó cũng là cái cơ sở để nhà trường để xem xét kết nạp cho những em học sinh ưu tú bước vào hàng ngũ của đảng. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 155 học sinh và 127 sinh viên được kết nạp, nâng tổng số lượng đảng viên mới được kết nạp trong toàn đảng bộ là 1.899 đảng viên. Xác định, kết nạp đảng viên là kết nạp cho toàn đảng, chứ không dừng lại ở việc cho trường học. Đảng ủy các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục mở rộng nguồn kết nạp, đưa ra giải pháp thực hiện như phân chia đoàn viên xét cảm tình đảng thành các nhóm gồm đoàn viên được kết nạp tại trường trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông, đoàn viên chuyển tiếp nguồn kết nạp về các trường đại học và đoàn viên chuyển tiếp nguồn kết nạp về nơi cư trú. Phấn đấu đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra là tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 đến 4% tổng số đảng viên của đảng bộ tỉnh. Trong đó, tỷ lệ kết nạp đảng viên là học sinh sinh viên đạt trên 10% tổng số đảng viên mới được kết nạp. Qua đây, góp phần làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, trẻ hóa đội ngũ và nâng cao sức chiến đấu của đảng. Kinh tế Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 5,1%. Việt Nam và Philippines sẽ dẫn dắt tăng trưởng của khu vực với tốc độ tăng trưởng trên 6% ở mỗi nước. Indonesia sẽ bám sát phía sau, đạt mức tăng trưởng 5,7%. Nhận định này vừa được đưa ra trong báo cáo của ngân hàng DBS của Singapore và một số tổ chức tư vấn chính sách khác. Báo cáo cho biết thêm, nền kinh tế Thái Lan được dự báo sẽ tăng trưởng trung bình 2,8% mỗi năm trong thập kỷ tới nhờ sự phục hồi của ngành du lịch,
vị thế là trung tâm sản xuất ô tô của khu vực. Theo khuyến nghị của các chuyên gia, nhóm 6 nền kinh tế hàng đầu ASEAN là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cần tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng mới nổi, chủ động tận dụng công nghệ, phát triển thị trường tài chính, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và thúc đẩy tăng trưởng tập thể. Các nền kinh tế Đông Nam Á cũng cần giải quyết các yếu tố cơ bản về kinh tế và kinh doanh bằng cách tăng đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, cũng như nâng cao hiệu quả quản trị. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.